Còn đây bà nội đang làm đồ đang làm lẩu tái. Lẩu tái. Lẩu tái. Con bây giờ đi. Rick muốn nói gì? Chắc con học quên con ngủ. Đây cá sa mần. Cá sa mần ở Mỹ đây. Cho con ngủ đi. Cá sa mần ở Mỹ. Cá sa mần ở Mỹ. Chắc bây giờ. Thịt bò ở Mỹ. Thịt bò Mỹ. Tôm ở Mỹ. Tôm. Mực ở Mỹ. Đây, viết cho làm con bánh bao đây. Là viết, viết đang làm bánh bao hả? Con nói con tên gì, con mấy tuổi? Dạ. Để đây. Để nguyên vậy luôn phải không? Để nguyên nó thấy hồn nó là như vậy. Rồi tháo đi. Đây. Rau muống. Rau muống đó mà một rổ đó là 9 đô đó. 9 đồng đi ra tiền Việt Nam. 190.000, 200.000 đi. 200.000 tiền Việt Nam á. Rồi hai cái bắp chuối. Bắp chuối thì cũng lúc rồi cũng hơi rẻ đó. Đồng mấy sao? Này tụi con muốn để đuôi không? Để đây. Đây. Đang làm nữa. No. 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 Biết. Mấy cái lấy sẵn chưa? Mấy cái sao bắt à? Đó, chuyên nghiệp đây. Bắt hai là chuyên nghiệp. Đó chưa? Xong rồi thì con lấy ăn đi, nó thì gì chứ chắc rồi xong quay mấy đứa nhỏ nó ngồi ăn kìa. Rồi, chứ là cầm cái dĩa qua đây ăn. Thì xuống ăn rồi con. Ngồi dưới đây ăn nha, không có lên đằng trước. Ăn nha. Xong rồi nhảy ok. Ok. Lên trước là đó, này chứ làm đưa dĩa đây con ơi. Để dễ đây coi. What is this? Baba. What, what's your name? Yo. What's your name? Thiện. What's your name? Yo. Hấp đi bé đệ, hấp đi bé đệ mở đi rồi có một cháu, đâm cháu nữa một cái. Happy birthday. You wish you were here. You wish you were here. Rồi, ăn nha. Yeah. Ăn đi. Yeah, bánh bao. Paper. Bít ăn lắm. Rồi lấy cái này ra cơ. That's not paper. Stop. Lấy cái này ra cơ. Lấy cái này ra cơ. He's good. Ăn được không? Ngon không? Ăn nguyên cái ăn không? Trời ăn hết không con? Rồi. Rồi ok, thiện nói với coi, ăn bánh bao ngon không? Dạ ngon. Ngon thế nào? Đây mình cắt làm hai. Ngon ra sao? Ngon không? Ok. Còn chết tên? Chết tên bánh đâu, bánh gì con nói coi. Bánh bao. Bánh bao có gì? Bánh bao có trứng gà với thịt. Oh wow. No. You like it? Em nó nói em làm hoài chứ chị. Nó bị thua rồi. Tại tụi nó nhảy rồi này nọ đó. Đi chơi cũng nhiều nữa. Để cắt cho cắt con nửa cá không rồi nửa cá con nửa cá biết ơi con này qua đây ngồi nè qua đây ngồi qua đây ngồi vị chua à rồi ngồi xuống đi ăn đi quyến mấy cậu vũ rồi xuống ăn đi wow giống mày ha nè ăn đi rồi ăn đi đó ăn cái này. Ăn. Yeah. Ngon quá. Cái gì là con
ngon không? Ngon không? Thái tôi ngon không? Ngon không thì ngâm hạt đàng hoàng. Ăn cho hết. Đức có một miếng mà con ăn rồi. Cái như vậy. Để ăn bánh bao mà uống nồi như vậy luôn nè. Để giờ giỡn tay luôn. Đức con giỡn tay lên đây. Ấy giận tức vậy. Rồi ăn đi. Dạ bà nội biết rồi. Bà nội biết rồi. Đi đã. Rồi đi qua đi ế. Ăn ăn con có rồi. Rồi biết rồi. Có ế trong đó đó. Rồi ăn xong này rồi ăn lẩu với Thái ok. Sao nó hả? Chết rồi, ăn xong ăn lẩu Thái ok. Yeah, lẩu Thái mà nội anh nấu ngon lắm phải không? Tâm up. Thấy là chưa ăn nhưng mà thấy là hấp dẫn. Yeah. Không có thiện, tâm up. Rồi, bye bye.